Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Ngày 24 tháng 8, truyền thông Trung Quốc đưa tin về nghi vấn cổ lực này chắt hẹn hò Từ Khải Xính. Hình ảnh nam diễn viên nhiều lần tới nhà mỹ nhân Tân Cương qua đêm được đăng tải. Mối quan hệ giữa cổ lực Nài Chát và Từ Khải Xính lập tức vướng tranh cãi bởi tài tử sinh năm 1990 được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên Chuông Thiên Ái. Điều này khiến cho dư luận hoài nghi Từ Khải Xính ngoại tình, cổ lực Nài Chát chen chân vào cuộc tình của đàn chị. Không thể vươn tầm vì đời tư tài tiếng. Theo một sao bà, cổ lực Nài Chát và Từ Khải Xính bắt đầu mập mờ tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Lưu Luyến Hồng Trần hồi đầu năm. Trang tin cho biết, trên phim trường, Từ Khải Xính luôn cố gắng chiều lòng người đẹp 30 tuổi. Nam diễn viên còn bị phát hiện tài khoản mạng xã hội phụ chỉ theo dõi một mình cổ lực Nài Chát. Trước đó, anh theo dõi Chuông Thiên Ái, vậy nhưng hiện tại đã xóa liên hệ và các bài đăng liên quan tới nữ diễn viên. Cảnh sát anh cho biết, Từ Khải Xính lui tới nhà riêng của cổ lực Nài Chát từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, từ giữa tháng 8, tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên và mẹ ruột vẫn tương tác với Chuông Thiên Ái. Từ Khải Xính và Chuông Thiên Ái hẹn hò từ năm 2019, vậy nhưng không công khai. Năm 2020, họ chuyển về sống chung nhà. Giữa những nghi vấn tiêu cực về mối quan hệ giữa cổ lực Nài Chát và Từ Khải Xính. Theo đó, người đại diện Chuông Thiên Ái chia sẻ bài viết có tiêu đề 10 cách nhận biết những gã trai đều. Đại diện của nữ diễn viên còn đăng dòng trạng thái ân ý trên trang cá nhân: mùa hè này, các cô gái lương thiện hãy rửa mắt. Động thái của đại diện Chuông Thiên Ái khiến công chúng tin rằng Từ Khải Xính ngoại tình với cổ lực Nài Chát. Trên mạng xã hội, mỹ nhân Tân Cương hứng chỉ trích là kẻ thứ ba cướp bạn trai của đàn chị. Trong khi Từ Khải Xính bị cho rằng là người lằng nhằng, bắt cá hai tay. Chiều 25 tháng 8, Chuông Thiên Ái tung phai ghiêm bóc trần nhân phẩm tệ bạc của Từ Khải Xính. Nữ diễn viên tố cáo bạn trai ngoại tình khi say rượu. Sau đó, cổ lực Nài Chát lên tiếng bác bỏ thông tin bản thân là cô gái được nhắc tới trong phai ghiêm. Qua lời của mỹ nhân Tân Cương, Từ Khải Xính theo đuổi cô suốt thời gian qua, nữ diễn viên không hề hay biết về cách hành xử tồi tệ của bạn diễn với Chuông Thiên Ái. Đối diện với những lời chỉ trích làm người thứ ba khắp mạng xã hội, tôi vẫn luôn không dám tin rằng anh ta là kẻ lừa gạt. Đoạn ghiêm này giúp tôi mở mang tầm mắt, hiểu rõ gã đàn ông ấy là loại người như thế nào, cổ lực Nài Chát viết. Lùm xùm tình ái với Từ Khải Xính khiến danh tiếng của cổ lực Nài Chát ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Sina, ở showbiz Trung Quốc, người đẹp Tân Cương là minh tinh hiếm hoi liên tục mất điểm vì cuộc sống tai tiếng. Từ khi bước chân vào ngành giải trí, cô không dưới 5 lần dính thị phi tình cảm với bẩn danh tiếng. Từ năm 2012 tới năm 2018, nữ diễn viên từng 3 lần bị phát tán ảnh và clip nóng với những người đàn ông khác nhau. Không chỉ vậy, cô còn bị công chúng ghét bỏ khi chen chân vào chuyện tình cảm của Trương Hàn và Trịnh Sảng. Năm 2018, các trang tin Trung Quốc đăng tải ảnh cổ lực Nài Chát bên Huỳnh Hiểu Minh ở Nhật Bản. Một blogger có tiếng tuyên bố mối quan hệ của hai diễn viên là bạn tình. Vụ việc gây xôn xao dư luận thời gian dài vì lúc này Huỳnh Hiểu Minh vẫn còn mặn nồng với Angela Baby. Những rắc rối đời tư liên tiếp đưa cổ lực Nài Chát vào danh sách sao nữ bị ghét bỏ tại Trung Quốc. Công chúng cho rằng cổ lực Nài Chát có cuộc sống phóng túng dù bề ngoài dịu dàng nhu mì. Video nào tình ái lấn lướt sự nghiệp, cổ lực Nài Chát gặp nhiều lận đận. Hai năm qua, nữ diễn viên cố gắng cứu lấy hình ảnh bằng việc làm trong sạch đời tư, tập trung phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, hình ảnh chưa gợn được bao lâu, cô lại vướng vào mối quan hệ tình cảm nhập nhằng khác. Theo Sina, rắc rối tình ái lần này với Từ Khải Xính dập tắt giấc mơ vươn lên sao hạng A của cổ lực Nài Chát. Diễn xuất luôn gây thất vọng. Theo Sohu, cổ lực Nài Chát là mỹ nhân vừa bắt tay, vừa nhiều thị phi ở showbiz Trung Quốc. Tài năng nghệ thuật của cô chưa bao giờ được đánh giá cao. Người đẹp được xếp vào nhóm diễn viên đi lên nhờ nhan sắc, không có nổi một bộ phim tạo dấu ấn lớn. Hơn 10 năm vào nghề, ngoài vai phụ Tiểu Tuyết trong Hiền Viên Kiếm, cô không còn vai diễn nổi bật và ghi dấu ấn với khán giả. Theo Sina, nguyên nhân xuất phát từ năng lực hạn chế của mỹ nhân Tân Cương. Hoạt động chính với cương vị diễn viên và được đào tạo bài bản, song kỹ năng thể hiện trước ống kính của cô ngày càng thụt lùi. Thậm chí người đẹp bị mỉa mai, đóng đạt duy nhất canh ngồi trên màn ảnh. Tháng 2 vừa qua, cô lấn sân sang màn ảnh rộng với tác phẩm tình cảm Đừng Quên Rằng Em Yêu Anh, đóng cùng với Lưu Dĩ Hào. Phim bị đánh giá khó xem với phần nội dung nhạt, diễn xuất của hai nhân vật chính đơ cứng và thiếu cảm xúc. Trên đầu bàn, tác phẩm được chấm 3 trên 10 điểm chất lượng. Năm 2021, mỹ nhân Tân Cương có 3 dự án phim lên sóng. Vậy nhưng, tỷ lệ người xem ảm đạm, thậm chí bị xếp vào top những tác phẩm truyền hình dở nhất năm. Phong Khởi Nghề Thường chỉ được chấm 4.2 điểm, Thập Nhị Đàm 5.2 điểm.
Và mới đây nhất, Phong Bảo Vũ nhận vỏn vẹn 4,8 trên 10 điểm chất lượng trên đầu bàn. Theo Sohu, những tai tiếng trong chuyện tình cảm cùng thành tích phim không tốt khiến vị thế của cô Lực Na Chất ngày càng lung lay. Cô được cho là khó thoát khỏi hàng ngũ sau hạng B trong ngành giải trí, dù được ca tụng là mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương. Chúng mình học CBiz, nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!